Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, bên cạnh việc thu hút các dự án đầu tư mới, thời gian qua nhờ làm tốt công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, chăm sóc các doanh nghiệp nên số lượng các dự án điều chỉnh tăng vốn trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Trong tháng 10 năm 2024, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới điều chỉnh gần 330 tỷ đồng và trên 70 triệu đô la Mỹ. Đối với thu hút vốn FDI, trong tháng, tỉnh đã cấp mới 2 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2 triệu đô la Mỹ và điều chỉnh tăng vốn cho 9 dự án với số vốn tăng trên 70 triệu đô la Mỹ. Đối với dự án đầu tư DDI, tỉnh đã cấp mới 2 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 290 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn cho 1 dự án với số vốn tăng là 38 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10 năm 2024, trên địa bàn tỉnh có trên 1.300 dự án, trong đó có gần 500 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ đô la Mỹ, trên 840 dự án DDI với tổng vốn đầu tư khoảng 145.000 tỷ đồng. Để thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Lạc tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách, nhất là chương trình cho vay giải quyết việc làm. Để tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng, thuận lợi, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Lạc tăng cường công tác tuyên truyền kịp thời đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn ở địa phương, nắm bắt thông tin, hướng dẫn thủ tục vay vốn, nguồn vốn giải quyết việc làm đã được triển khai kịp thời và đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tính đến hết tháng 10 năm 2024, tổng dư nợ của phòng giao dịch đạt gần 569 tỷ đồng, tăng gần 24 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nguồn vốn đạt trên 569 tỷ đồng, tăng 23,6 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tỷ lệ tăng trưởng 4,33%. Trong đó, riêng chương trình cho vay giải quyết việc làm là 226 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với đầu năm, với số khách hàng đang vay vốn là 3.821 người. Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo của huyện Yên Lạc, đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu về công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch. Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng nghề cho 22.500 người, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,8%. Để đạt được mục tiêu này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút đối tượng tham gia và nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 45 nghề trình độ cao đẳng, hơn 70 nghề có trình độ trung cấp và hơn 130 nghề trình độ sơ cấp, với năng lực tuyển sinh hàng năm khoảng hơn 41.000 người. Để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo nghề, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ công tác đào tạo nghề cho người dân, đồng thời ra soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn bộ máy, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa ra khỏi mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc trung ương với các cơ sở ở địa phương, hướng tới tăng quy mô đào tạo, khai thác tiềm năng sẵn có của tỉnh, gắn với thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 18.000 người, đạt khoảng 90% kế hoạch năm. Dự kiến sẽ hoàn thành vượt kế hoạch vào cuối năm, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 81% tổng số lao động. Người dùng tại Việt Nam có thể sẽ bị khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội nếu vi phạm các quy định được nêu trong Nghị định 147 của Chính phủ, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2024, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước phát triển lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài và tăng cường bảo đảm an ninh thông tin. Theo đó, Nghị định 147 yêu cầu chỉ những người dùng đã xác thực danh tính bằng số điện thoại hoặc số định danh cá nhân mới được đăng tải và chia sẻ thông tin. Các mạng xã hội, nhà cung cấp phải có các biện pháp quản lý, sàng lọc nội dung xấu độc cũng như bảo vệ thông tin người dùng. Các tổ chức cung cấp dịch vụ Internet phải thực hiện các yêu cầu về giấy phép, về cơ sở hạ tầng.
Các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ Internet có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo chất lượng về dịch vụ. Nghĩa vụ quản lý nội dung thông tin, bảo vệ quyền lợi người dùng và phải hợp tác với cơ quan chức năng trong việc cung cấp dữ liệu và thông tin khi có yêu cầu về điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Các quy định về kiểm tra và xử lý thông tin xấu, độc, hại, thông tin giả đã được nêu rõ trong nghị định. Tổ chức cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, gỡ bỏ hoặc ngăn chặn sự lan truyền của các thông tin này. Kinh doanh trên Internet tại Việt Nam đang có những bước phát triển rất nhanh, nhưng đi kèm là những vấn đề mới nảy sinh như mạo danh, lan truyền thông tin, quảng cáo xấu độc, thậm chí lừa đảo trực tuyến. Với nghị định mới, mỗi người đều có danh tính cụ thể thì sẽ hạn chế được những hành vi tiêu cực, gian lận này. Nghị định 147 có nhiều quy định để các tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh thương mại điện tử không còn dễ bề ẩn danh, giấu mặt trên các ứng dụng thương mại điện tử, cũng như không còn dễ dàng lập nhiều cái tài khoản với nhiều cái danh tính giả hoặc đổi tên liên tục khi bị phát hiện, vân vân. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Nghị định 147 về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng sẽ tác động rất lớn tới rất nhiều cá nhân và gia đình. Với việc gần 100% công dân trên địa bàn tỉnh đã có mã số định danh hoặc căn cước công dân gắn chip, việc triển khai định danh trên mạng xã hội được cho là sẽ có nhiều thuận lợi. Ứng dụng công nghệ thông tin được xem là giải pháp hữu hiệu để lưu trữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc số hóa các điểm di tích lịch sử, tạo thuận lợi trong việc quản lý và mang lại những thay đổi tích cực trong quảng bá di tích, thúc đẩy du lịch phát triển. Xã Thanh Vân, huyện Tam Dương hiện có 19 di tích lịch sử, trong đó có 3 di tích lịch sử đã được xếp hạng. Để giữ gìn văn hóa truyền thống trong thời đại số, chính quyền xã đã thực hiện số hóa toàn bộ di tích lịch sử trên địa bàn. Người dân đến các di tích chỉ cần quét mã QR trên điện thoại thông minh là có thể tra cứu và tìm hiểu thêm nhiều thông tin chi tiết, hữu ích về khu di tích. Chúng tôi đã triển khai là tìm những cái tư liệu, tài liệu về nguồn gốc và của các ngôi chùa, ngôi đình trên địa bàn xã. Cái thứ nhất là để cho nhân dân khi quét mã QR sẽ nắm được cái thông tin, cái nguồn gốc của ngôi đình, ngôi chùa của mình trên thôn của mình đang sinh sống, và cũng để một phần là góp phần giáo dục con cháu để tiếp nối những cái tốt đẹp của cha ông đi trước trong việc dựng nước, giữ nước. Trước kia chúng tôi ra làm lễ thì chúng tôi cũng chưa hiểu lắm và cái di tích từ xa xưa đến giờ. Thế nhưng bây giờ chúng tôi ra đây chỉ cần có cái điện thoại thông minh là chúng tôi quét, chúng tôi sẽ hiểu được là cái di tích của chúng tôi từ xa xưa đến nay như thế nào. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.300 di tích, trong đó có hơn 500 di tích đã được xếp hạng và 571 di sản văn hóa phi vật thể. Bên cạnh công tác số hóa tài liệu giới thiệu các điểm di tích, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa vào hoạt động ứng dụng thông tin du lịch, ứng dụng công nghệ 3D trong quảng bá du lịch nhằm đem đến cho du khách trải nghiệm thú vị. Xây dựng hệ thống dữ liệu của 60 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, kết nối liên thông với nhau, góp phần từng bước xây dựng bản đồ du lịch số. Vĩnh Phúc là có những cái app du lịch thông minh và quay 360 độ tỉ mỉ từng góc cạnh của một cái di tích cũng như các cái điểm danh lam trên địa bàn. Thì chúng tôi mong muốn là trong thời gian tới thì Ủy ban tỉnh tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của các cái di tích còn lại trên địa bàn tỉnh để thu hút khách du lịch đến Vĩnh Phúc. Để bảo tồn di sản văn hóa bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 52 về việc số hóa và ứng dụng trên nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2030, với mục tiêu đến năm 2030 thực hiện số hóa 100% dữ liệu hồ sơ khoa học, tư liệu các di tích cấp tỉnh, 100% di sản tư liệu, hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm có giá trị tiêu biểu hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh, 100% dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục kiểm kê có giá trị đặc sắc hoặc có nguy cơ mai một.